JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xa phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio xin chào anh Đinh Nho Quốc Việt nhé. Vâng, tên anh lạ quá. Vâng, anh ở tỉnh Đắk Lắk. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube, anh có đặt cho mình một cái súp nó cao cấp, thật sự là cao cấp nhé. Cao cấp luôn, nó là súp điện cao cấp JBL 260P. Vâng, em có tặng anh dây AV3m. Vâng, trước tiên thay mặt công ty JK Audio được cảm ơn anh Quốc Việt đã tin yêu và ủng hộ JK sản phẩm súp điện JBL 260P. Đặc biệt đây là dòng cao cấp mà bên em mới nhập về hôm qua, mà bên em vừa up video xong thì đã có chủ sở hữu của cái súp JBL mã là 260P 330 mặt trước. Vâng, thì anh Quốc Việt nhất thì đây là cái súp mà bên em đã lấy ra để bên em test cho anh. Nhìn rất là đẹp, không có cái điều gì để chê được. Vâng, nó là dòng đỉnh cao của công nghệ. Vâng, bát 30 mặt trước được làm bằng gỗ vân thông cực kỳ là sang trọng. Vâng, và đặc biệt cái bát ở phía trước của anh đang đánh đấy ạ. Vâng, anh thấy cái độ rung ạ. Vâng, rất là êm. Và đặc biệt cái dòng này được làm bằng cao su tinh khiết, gân này này rất là mềm, sâu. Đặc biệt là cái mặt màng bát đây được thiết kế những cái gân hình nón để cho tiếng bát được sâu và mềm mà ít dòng súp trên thị trường có được. Vâng, tiếng rất là hay, tròn và gọn. Vâng, thì em quay lại sau anh Việt nhé. Bên em đang kết nối với lại cái đẩy Kisoka 950 hai kênh và một cái van cơ lai số WeWood mã là TF9 Plus ạ. Vâng, và một cái loa full WeWood VA12. Còn đặc biệt ở phía trước đây của anh được bảo vệ bởi cái căng lụa rất mềm mại đấy ạ. Thường anh đây là chủ sở hữu của cái súp cao cấp này bên JK Audio cung cấp, không tì vết anh Việt nhé, rất là đẹp. Vâng, đây là phía sau đây ạ. Vâng, bên em đang kết nối trực tiếp đây ạ. Vâng, thì đây là anh Việt nhé, đây là JBL là Hapman này. Vâng, mã là 260P chuẩn xác và sản xuất tại Trung Quốc đấy ạ, Made in China đấy ạ. Vâng, đặc biệt là cái dòng này bên em đưa vào phòng kỹ thuật test thì bên em có dán tem công ty JK đưa bảo hành cho anh 1 năm nhé. Vâng, nhìn ra diện phía sau khác hoàn toàn những cái súp trên thị trường hiện nay. Vâng, anh có xem tất cả súp trên thị trường thì hầu như là không có cái bảng mạch này. Đây là dòng cao cấp bên em cung cấp năm 2019. Vâng, lỗ thông hơi phía sau đây ạ. Vâng, sắc nét từng chi tiết nhỏ một. Vâng, em tắt thử súp anh đi nhá. Tới nhà không có súp anh ạ. Riêng cái dòng này em khẳng định là trên thị trường hầu như là không có mấy. Dòng rất là hiếm. Bên em năm 2019 bắt đầu mới nhập ra. Đây, em bật súp lên này. Rồi anh trải nghiệm chất súp của anh. Tất cả những hướng tinh chỉnh này thì bên em cũng đã chỉnh sẵn cho anh rồi ạ. Vâng, đây đảo pha. Đây là bát dày và bát mỏng. Đây là do anh thích nghe, anh chuyển chế độ. Vâng, đây là tự động tín hiệu đây ạ. Đấy ạ. Rất hay. Đây đảo pha đấy ạ. Để cắt tần số đấy ạ. Vâng. Bát thì không còn gì mà phải bàn. Tiếng bát rất là sâu và gọn. Vâng, nó sang trọng là từng chi tiết, từng con ốc, từng những cái điểm khuyết của những cái thiết kế của nhà sản xuất rất là tinh tế. Vâng, em quay ra đằng trước nhá, thì đằng sau phía sau đi ạ. Đẹp, gọi là đẹp không tì vết luôn anh Việt nhé.
Vâng, hiện tại cái súp JBL, súp điện JBL mã 260P 330 mặt trước thì của anh Việt hoạt động rất tốt. Vâng, sau đây em xin phép anh bên em bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty Zika chúc anh Việt sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh và gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Việt và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ. Vâng, đây anh Việt nhé, đây là thùng hàng của anh ạ, bên em bọc rất cẩn thận rồi. Vâng, sau đây bên em sẽ di chuyển ra bưu điện nhé. Vâng, cảm ơn anh Việt nhé.